Sở Công Thương Yên Bái vừa tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2020. Dự hội nghị có ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, đại diện Sở Công Thương 14 tỉnh và 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, kết nối cung cầu giữa Yên Bái với các tỉnh, thành phố trong vùng và trên cả nước đã được triển khai tích cực, góp phần tăng cường giao thương hàng hóa của Yên Bái nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm đặc sản của Yên Bái được quảng bá rộng rãi, từng bước thâm nhập vào các kênh phân phối hiện đại và một số sản phẩm đã có mặt tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, được người tiêu dùng ưa chuộng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh, lĩnh vực công thương tỉnh Yên Bái những năm gần đây đã đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp ước đạt 11,6%, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt 19.000 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa trực tiếp ước đạt 170 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, đã xây dựng được hệ thống phân phối, trao đổi thông tin, đẩy mạnh liên kết trong đầu tư sản xuất, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, từng bước tìm kiếm giải pháp để hình thành chuỗi cung ứng, liên kết cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối, giúp các doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ hàng hóa của mình một cách ổn định và ngày càng phát triển. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà phân phối đã thảo luận nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng mẫu mã, các tiêu chuẩn chất lượng và thủ tục đưa sản phẩm vào các siêu thị, các trung tâm thương mại, thị trường trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các địa phương, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tại hội nghị đã có 10 hợp đồng, biên bản ghi nhớ về tiêu thụ sản phẩm được ký kết.